Đài CBS News ngày 23 tháng 10 cho biết loại bánh hamburger của thương hiệu McDonald's đang bị nghi ngờ có liên quan đến vụ ngộ độc vi khuẩn E. coli, khiến gần 50 người ở 10 bang nước Mỹ mắc bệnh và một người tử vong. Tất cả các bệnh nhân nhiễm khuẩn đều báo cáo trước đó đã ăn tại McDonald's, với hầu hết trường hợp là ăn cụ thể món hamburger Quarter Pounder của thương hiệu thức ăn nhanh này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết hiện cơ quan đang tiến hành điều tra nguyên liệu nào trong chiếc bánh hamburger đã bị nhiễm khuẩn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 49 ca nhiễm khuẩn được báo cáo trên toàn nước Mỹ, trong đó chủ yếu tập trung ở bang Colorado, 26 trường hợp, và bang Nebraska, 9 trường hợp. Trường hợp tử vong được xác định là một người lớn tuổi sống tại bang Colorado. Thêm một trẻ nhỏ khác sau khi nhiễm khuẩn E. coli đã phát triển hội chứng tăng ure máu, một tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến suy thận. Ngoài hai bang trên, các bang khác cũng ghi nhận các bệnh nhân nhiễm khuẩn E. coli từ cuối tháng 9 và gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 10, bao gồm bang Utah, Wyoming, Iowa, Kansas, Missouri, Oregon và Wisconsin. CDC cho biết có ít nhất 10 trường hợp đã phải nhập viện điều trị. Hiện thương hiệu đã bỏ món hamburger này khỏi thực đơn tại các bang có trường hợp nhiễm khuẩn, cũng như một số khu vực của bang Idaho, Nevada, New Mexico và Oklahoma.